dở em ra. Em cũng nhớ anh nữa. Tôi biết lắm mà. Mèo mã gà đồng, đồ hồ ly tinh, mày chết mày với tao. Đồ hồ ly tinh, mày em bình tĩnh, nghe nói nè. Mày giật chồng tao hả? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh hả? Mày giật chồng tôi như vậy mà mắt tôi phải bình tĩnh hả? Mày vậy nhà nói chuyện sao? Về cái gì mà về? Tới nước này mà anh còn quên nó được nữa hả? Mày thôi đi. Mày em thôi đi. Anh ơi, em sợ quá à. Chị dữ quá à. Mày, anh em đi. Anh đừng có nói cái gì hết á. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Trước mặt tôi thì anh âu yếm tôi, anh yêu thương tôi. Mà bây giờ ở đây, anh ôm ấp nó làm sao hả? Chị chẳng biết gì hết. Chúng tôi là thật lòng yêu nhau. Thật lòng yêu nhau cái gì? Mày im đi. Mày ai? Thôi đi đâu? Anh đi về nhà. Chị đánh em kìa. Không có về cái gì hết á. Tôi phải làm cho ra chuyện này. Anh buông tôi ra. Buông ra. Anh thắng lấy cô chỉ là thương hại cô thôi. Chúng tôi mới chính là một cặp. Chứ một người á, vừa xấu vừa ngốc như cô, làm sao mà hợp với anh Thắng. Cô anh nói là thôi đi em nghe chưa. Nè, cô hãy nhìn nhận hiện thực đi. Mày em bình tĩnh đi. Nếu không gì, cô đang mang giọt máu của anh Thắng. Anh không đời nào lấy cô đâu. Tại sao có cô rồi mà anh Thắng vẫn phải tìm đến tôi? Chẳng qua cô không đủ sức hấp dẫn chồng của cô, cho nên ảnh mới đi tìm người phụ nữ khác. Cô hai người thôi đi. Em đi về. Về cái gì mà về? Tôi sẽ xử anh sao? Tôi sẽ không tha danh dự này đâu. Đồ khốn nạn. Trời ơi, vợ mà chửi chồng như vậy hả? Sao anh lại để cổ ngồi trên như vậy chứ? Cô im đi. Cô đừng nghĩ cô là con của ông Hậu Đồng hỗn. Dù sao tôi cũng là chồng của cô mà. Tôi không im đâu. Tôi ly dị anh. Cô nói cái gì? Tôi ly dị anh. Đuổi anh ra khỏi nhà đó. Cô cô dám? Đau. Anh ơi. Em có sao không? Anh ơi. Em có sao không? Anh ơi, em đau. Có sao không em? Đau quá. Đau quá. Có sao không em? Em sao vậy? Em đừng làm anh sợ mà. Có sao không vậy? Dạ, anh hai chị hai mới tới. Tối qua nó ngủ được không? Dạ, cô ngủ không được nhiều lắm. Cứ khi nào giật mình thức giấc lại đến đó, ngồi đó rồi nhìn ra cửa. Dạ, mời anh chị hai dùng nước. Ừ. Ủa, cổ uống thuốc mà sao tôi không thấy bớt gì trơn vậy? Dạ, còn thuốc á thì còn tác dụng, hết thuốc rồi thì cứ như vậy. Em thấy trong người sao rồi? Để tôi mời đốc tờ về trị cho nó nha. Tây y họ giỏi mà, biết đâu họ tìm đúng bệnh, nó sẽ hết sớm. Dạ, anh cứ yên tâm. Em cũng đã mời thầy giỏi đến khám bệnh cho Thắm rồi. Bệnh của vợ em là tâm bệnh. Giờ sao anh? Cho nên cần phải có thời gian mới chữa khỏi được.
Em thấy trong người sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Hả? Có muốn ăn uống gì không? Nói cho anh nghe đi. Mắt con đã đau, nay nhìn cô ấy như vậy em càng đau đớn hơn. Ước gì em có thể chịu thay cho cổ. Nhìn cổ như vậy em không còn tâm trí nào mà làm việc nữa. Thiệt khổ hết sức. Dạ con đem thuốc cho cô. Để đó đi. Dạ con xin phép con ra ngoài. Ừ. Đi để cho em. Thôi cảm phiền dưỡng chăm sóc cho nó giùm tôi nha. Dạ anh chị đừng lo, em nhất định sẽ mời thầy giỏi về chị khỏi bệnh sớm cho thấm. Nè anh đi nha, giữ gìn sức khỏe đó. Cô ba nghỉ ngơi cho khỏe nha. Em uống thuốc nha. Hồi trước cô ba cổ hách dịch á, nhìn cổ đúng thấy ghét luôn. Mà giờ cổ bị bệnh á, nhìn thấy tội quá. Ừ, thiệt. Cũng không ai biết trước được chữ ngờ. Ông hội đồng á thì bị bệnh, cô ba thì xảy ra chuyện, chỉ tội cho cậu hai phải lo mấy cái chuyện mà kinh doanh á, vừa bên ngoài vừa gia đình nữa. Mà cũng may còn có mợ hai đỡ đần giúp cậu, chứ không thôi một mình cậu chắc cậu chết quá. Ừ. Ừ. Vậy? Mà của ba cũng kỳ nữa, đang bụng mang dạ chữa sắp tới ngày sanh ngày đẻ thì thôi người ta nhà đi, tự nhiên chạy ra đường chứ không biết nữa, rồi giờ gặp chuyện rồi đó. Trời Sen ơi là Sen. Dạ. Bộ mày uống mật gấu hay sao mà mày dám chỉ trích cô ba vậy? Ủa chứ con nó không phải hả? Nếu mà cổ yên trong nhà, cổ không ra ngoài đường thì đâu có chuyện gì đâu. Như vậy cậu mở hai cũng đỡ buồn phiền không? Đúng không Tèo? Chắc là có chuyện quan trọng á, cô ba mới ra ngoài. Bình thường á, cổ có đi đâu bao giờ đâu. Đúng rồi. Hôm bữa trước á, có đi mua đồ với cô ba á, sau khi mà cô ba nói chuyện với một người phụ nữ xong á, tự nhiên mặt biến sắc liền, thái độ khác luôn. Khác là làm sao? Cổ có vẻ tức giận lắm. Rồi cổ đi theo người phụ nữ đó một lúc luôn. Tức giận lắm hả? Vậy hả? Rồi cuối cùng sao? Đi được một đoạn, cái mất dấu người kia, xong rồi hai chủ tớ quay về. Ủa? Rồi mày thấy cái người phụ nữ đó dáng vẻ ra sao? Đúng rồi. Dạ, nhìn cổ cũng khá trẻ và cũng khá đẹp. Đẹp. Nhưng mà sẽ có biết là cô ta tên gì không? Không. Tại lúc tôi tới thì hai người đó chào nhau xong rồi cô kia về trước. Sau đó cô ba tự nhiên đuổi theo cô kia, rồi thất bại, xong hai chú tớ đi về. Vậy đó. Kỳ. Thằng ơi là Sen. Vậy thám thính cái kiểu gì đâu không biết nữa. Gặp Tèo là Tèo phải trà trộn hỏi dòng dập vô thì người ta mới khai ra. Tèo hay quá ha. Sao không hay được. Bay nữa, bay hay quá. Anh uống trà đi. Ủa, anh đọc sách rồi anh có tìm ra cách nào chữa trị cho cô ba chưa? Nó bị tâm bệnh, muốn chữa khỏi
thì phải tìm ra đúng bệnh. Ý anh muốn nói là nếu như mà tìm được nguyên nhân cô ba bị bệnh thì sẽ chữa được bệnh hả? Chắc có lẽ do mất con cho nên nó bị sốc quá. Nhưng đã bị rồi. Dượng ba nói hôm đi về trên đường gặp con Thắm bị tai nạn. Nhưng liệu còn nguyên nhân nào sâu xa nữa hay không? Thiệt chứ, anh lúc nào cũng nhớ tới em hết. Em có điều gì muốn nói với anh phải không? Đâu có gì đâu. Không đúng. Chắc chắn là em có chuyện gì muốn nói với anh. Nói anh nghe đi. Chẳng lẽ bây giờ anh mà em cũng giấu được hay sao? Hả? Thật ra hôm trước em có thấy Dượng Ba qua lại với một cô gái khác ở ngoài á. Hồi nào? Trước khi cô ba xảy ra chuyện á. Rồi, sao em không nói cho anh biết sớm? Tại vì em nghĩ chuyện riêng tư của vợ chồng cô ba thì đâu có cần phải nói cho anh. Với lại em thấy chuyện đó cũng mới, chưa có gì nghiêm trọng nên em sợ anh lo. Thắm nó có biết chuyện này không? Em cũng không biết. Mà hôm trước em có nói bóng nói gió, nhưng mà cô ba không nghĩ tới. Anh có nghĩ là cô ba sẽ biết được chồng mình có người khác bên ngoài không? Nên mới bị như vậy. Lúc trưa em có nghe Sen nói á. Hôm bữa lúc cô ba với Sen đi chợ huyện á, thì có gặp một cô gái rất là xinh đẹp. Có khi nào cô gái đó là cô gái của Dượng Ba không? Em nói em gặp Dượng Ba qua lại với một người phụ nữ khác. Em còn nhớ dáng của người đó ra sao không? Nhớ chứ. Cô ta khá là xinh đẹp, dáng mảnh, nhìn người cũng khả ái lắm. Mà đặc biệt á, cô ta cười rất là có duyên. Cửa khóa rồi anh. Có chính xác là nhà này không? Đúng mà. Hôm bữa chính em đã theo Dượng Ba tới tận đây, sao sai được. Thôi mình về đi. Ủa sao vậy anh? Chắc chuyển đi nơi khác rồi. Về. Dạ, con mang thuốc vào cho cha nè. Cô đừng đến gần tôi. Cô đừng. Ông sao vậy? Đừng. Cô đừng. Cha, cha. Ông cha hả? Sao vậy? Cô. Cha. Con Thắng đây. Cha làm sao vậy? Trời ơi, cha ra ngoài đi. Cha lên ghế ngồi đi. Cha sao vậy cha? Trời ơi, má cả mà cha. Không sao đâu cha. Má cả. Ông thấy trong người sao rồi? Hả? Không phải là cô ta. Tôi là vợ ông nè. Ông không nhận ra hả? Không phải là cô ta. Không phải là cô ta. Để con. Dạ, cho bình tĩnh đi. Má cả mà, không sao đâu. Không phải là cô ta. Đúng rồi cha, không phải cô ta đâu. Không phải là cô ta. Con có mang thuốc vào cho cha nè. Cha uống thuốc nghe. Nè, cha uống đi. Uống thuốc đi cha. Uống vô là cha sẽ hết bệnh. Sẽ không thấy cô ta tìm cha nữa. À, không thấy hả? Đúng rồi cha. Cha uống đi cha. Không thấy nữa. Đúng đúng đúng, không thấy nữa. Còn không? Hết rồi, bao nhiêu được rồi cha. Thôi bây giờ cha đi ngủ nghe. Ngủ rồi cha sẽ quên hết những chuyện không vui. Thôi để con dìu cha.
Cha nằm xuống đi, ngủ một giấc cho khỏe nghe cha. Không thấy. Cha yên tâm, sẽ không thấy nữa đâu. Cha ngủ đi. Ông ta đã thấm thuốc lắm rồi. Bây giờ ông ta chẳng khác nào một đứa con nít. Má. Con. Má. Con thấm nó sao rồi con? Nó tỉnh chưa con? Má à, cô ba đỡ nhiều rồi, má đừng có lo lắng quá. Trời ơi, đúng là quả vô đơn chí mà. Bao nhiêu tội lỗi cứ đổ hết lên đầu bà già này đi. Tại sao lại đổ hết lên đầu con gái tội nghiệp của tôi chứ? Má, rồi cô ba sẽ khỏe tới thăm má thôi. Anh Sinh với lại Dưỡng ba cũng đã kiếm thầy thuốc giỏi để chữa trị cho cổ rồi. Chẳng bao lâu nữa cổ sẽ tới thăm má. Má à, má phải giữ gìn sức khỏe. Má mà tiều tụy như vậy á, cô ba vô thăm thấy cô sẽ buồn á. Cầu trời Phật cho nó mau khỏi bệnh. Còn cha con sao rồi? Dạ, cha con thì ăn ngủ nhiều, sức khỏe cũng khá lắm rồi má. Mọi tội lỗi đều do tôi hết mà. Nếu mà ngày xưa không có để xảy ra chuyện đó, thì bây giờ má có thể chăm sóc cho hai cha con nó rồi. Thôi mà má, chuyện đã qua rồi, má đừng có suy nghĩ nữa. Ai trong đời mà không mắc sai lầm chứ. Con với anh Sinh rất là muốn đưa má ra ngoài, nhưng mà ngặt nổi, mọi chuyện bây giờ đều do má cả đã quyết định hết. Tụi con định khi nào cha khỏe hẳn thì sẽ tìm cách thưa chuyện với cha. Má ráng chờ nghe. Con đừng có lo cho má, con cố gắng giúp thằng Sinh quán xuyến việc nhà việc cửa, nhất là trấn an tinh thần của nó. Được như vậy là má mang ơn con lắm rồi Lượm ơi. Má đừng có nói như vậy, con sẽ cố gắng hết sức mình mà. Má cảm ơn con. Cẩn thận nha bà. Hôm nay đi chơi vui quá em hả? Dạ. Em biết là hôm nay em đẹp lắm không? Ê chị này bán sao? Hả? Ba. Kìa, anh, bà coi kìa bà. Rồi xong mình đó. Đi ăn cái gì nha. Anh chịu cưng hết á. Dưỡng ba phải không bà? Hôm nay anh dành cả ngày bên em. Đúng Dưỡng ba rồi. Dưỡng ba đi với ai vậy ta? Thiệt tình. Sao nó dám như vậy được chứ? Đi về. Có chuyện gì mà cho gọi anh gấp vậy cưng? Em làm gì vậy? Sao mặt mày bí xị vậy? Ồ, hôm nay bộ có ai to gan dám chọc giận bà cả nhà ta à? Trả lời cho tôi biết,
hôm nay anh đi đâu và làm cái gì hả? Anh đi làm. Làm gì? Thì đi làm việc chứ làm gì. Hôm nay em sao vậy? Làm việc hay là làm bảo vệ đưa gái đi chơi hả? Chuyện của con Thắm lần trước coi như là tôi nhắm một mắt mở một mắt, vì muốn anh ở lại cái nhà này một cách đường đường chính chính. Nhưng mà còn chuyện này, anh đã có tôi rồi mà anh còn lẹo tẹo qua lại với mấy con nhỏ bên ngoài thì tôi không thể nào chấp nhận được. Nè, đây là lần đầu cũng như là lần cuối tôi cảnh cáo anh, nếu còn tái phạm đừng có trách tôi vô tình. Em hâm dọa tôi đó hả? Muốn biết dọa hay không, anh thử đi. Đừng thách tôi. Cô không đủ tư cách chỉ thị tôi đâu. Anh nói gì? Anh nói cái gì hả? Hả? Tôi nói cho mà biết, thằng này không có ngán ai đâu. Cô đừng có tưởng tôi yêu chiều rồi muốn làm gì thì làm. Không có con đàn bà nào mà quản được thằng này đâu. Anh dám nói với tôi cái giọng đó hả? Anh dám hả? Anh dám nói với tôi cái giọng như vậy hả? Được, anh đừng quên, tất cả những bí mật của anh đang nằm ở trong tay của tôi. Đừng quên điều đó, đừng bao giờ quên điều đó, nghe chưa? Chúng ta cùng nằm trên một con thuyền. Nếu như tôi chết thì cô cũng không có sống nổi đâu bạn cả. Anh à, anh ăn một miếng đi, chứ mấy ngày nay anh không ăn gì, sao anh chịu nổi? Anh không muốn ăn. Anh muốn làm gì thì cũng phải có sức khỏe mới làm được, chứ chưa làm xong công việc thì bị lăn bệnh ra đó rồi. Anh ăn một miếng đi, xong rồi muốn coi gì thì coi. Cảm ơn em. Anh ăn đi cho nóng. Bà thấy trong người sao rồi bà? Con không ngờ Dưỡng Ba bạc bẽo như vậy. Bà bệnh vậy mà Dưỡng Ba không thấy tới hỏi thăm bà gì hết trơn. Thôi, đừng cứ nhắc tới cái con người bạc bẽo đó. Ôi, bà đừng suy nghĩ nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà lo tịnh dưỡng đi cho mau hết bệnh nha bà. Thì bệnh xuống mới biết được.
ai là người tốt với mình thật sự. Chào má cả. Con chào má. Dạ, con chào cậu mợ. Má thấy trong người sao rồi má? Má cứ nằm nghỉ cho khỏe má. Từ từ má. Cảm ơn hai con đã ghé thăm má. Má khỏe rồi. Má, hôm nay con có đem ít trái cây qua để cho má ăn đỡ lạc miệng nè. Thôi mà, tới đây thăm má là tốt lắm rồi, má mừng lắm rồi. Khách sáo làm gì hả con? Dạ, cậu hai mợ hai ở lại chăm sóc cho bà cả. Con đi lấy thuốc. Ừ. Thời gian qua, má đã đối xử với mọi người tệ bạc quá. Vậy mà... Những chuyện trước đây á, con quên hết rồi. Cái quan trọng bây giờ á, là mọi người trong gia đình mình á, phải thật khỏe mạnh để mà sống vui vẻ như trước kia vậy. Má đừng có suy nghĩ nữa. Phải đó má. Chuyện không vui thì mình quên hết đi, chứ nhớ làm gì nữa. Ừ. Bà ơi, bà uống thuốc đi, cho mau hết bệnh. Cha, sao tiếng vậy? Cha của con. Nè mũi. Ông hội đồng lại mê sản nữa rồi. Bà ơi, bà đừng xúc động quá. Má, cứu tôi, má, cứu tôi. Chào anh hai. Dương có thể ngồi nói chuyện với tôi một chút được không? Dạ. Có chuyện gì vậy anh hai? Con Thắm nó đang bệnh nên rất cần người bên cạnh để chăm sóc cho nó. Dượng nên thu xếp thời gian để ở bên cạnh nó nhiều hơn nha. Dạ, em còn phải đi làm nữa chứ anh. Nhà mình đã có người làm, rồi còn có anh và mấy người kia nữa còn gì. Nhưng người Thắm cần nhất lúc này chính là Dượng. Em biết là anh lo cho em gái, em cũng vậy. Nhưng mà em không phải là thầy thuốc. Em có ở nhà cũng không giúp gì được cho Thắm. Với lại em thấy Thắm cũng đâu có còn nhỏ nữa, mà lúc nào cũng cần có người kè kè bên cạnh. Phải để cho Thắm tự lập, như vậy sẽ tốt hơn anh à. Nhưng Dượng nên biết, con Thắm nó đang bệnh và nó rất cần một người chồng bên cạnh nó để chăm sóc cho nó. Anh hai à, em không phải là mẫu người chồng sống bám váy phụ nữ. Anh phải thông cảm cho em chứ. Không lẽ suốt ngày em cứ kè kè bên vợ hoài sao đặng. Anh hai thông cảm cho em nghe. Cũng trễ rồi, em xin phép anh, em đi nghe. Chị ba dạo này bán được không? Cũng được chị. Vậy cũng mừng cho chị. Hmm?
Tèo. Dạ. Dạ cậu. Thấy dạ. Mợ hai đâu không? Dạ không cậu. Hình như là mợ hai về nhà của mẹ đẻ ở cậu. Ủa sao cô ấy đi mà không nói tôi biết ta? Dạ. Kìa cậu. Mợ hai về kìa cậu. Anh xin. Cầm nè Tèo. Dạ dạ. Em đi đâu về vậy? Ừ. Anh đi theo em liền đi. Đi đâu? Ừ. Đi rồi biết. Nhanh. Nhanh lên. Anh ta thiệt là biết lấy lòng người tình. Hết dòng, tới nhẫn, rồi tới dây. Lại tới nữa rồi đó. Anh vô đi, nhà đâu có khóa cửa đâu à. Chào cô. Có chuyện gì? Chắc cô đây là cô Lan. Cô còn nhớ tôi chứ? Tôi không biết anh là ai hết á. Anh nhận nhầm người rồi. Tôi không có lầm. Cô chính là cô gái quán rượu trên chợ huyện mà cha tôi đã quen. Cô là Lan. Anh muốn gì? Tôi muốn cô về gặp cha tôi để nói mọi chuyện. Tôi không đi. Cô. À, anh, để em. Cô Lan à, cha của tôi cứ nghĩ cô đã chết nên ông luôn bị ám ảnh, mà tinh thần thì hoảng loạn. Bây giờ bệnh của ông rất là nặng, chỉ có cô mới giúp được cha của tôi hết bệnh thôi. Tất cả là tại cô hết. Nếu cô không giả chết thì cha tôi đâu có bệnh nặng như vậy. Ông ấy bây giờ như người vô hồn vậy đó. Trước đây á, ông ấy đối xử với cô cũng đâu có bạc đâu. Cô suy nghĩ lại đi, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn ông ấy chết dần chết mòn như vậy sao? Cô Lan à, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa đó cô. Cô suy nghĩ kỹ mà giúp đỡ cha tôi đi nha cô. Cô Lan à, để tôi suy nghĩ đã. Hai người về trước đi. Thôi được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ về, nhưng mà chúng tôi sẽ chờ tin vui của cô. Chào cô. Tôi về nghe. Thưa cha. Cha. Cha thấy khỏe hơn không? Cha đang nghĩ gì vậy? Cô ta đến tìm ta, rủ ta đi, nhưng ta không đi. Không không. Cha ta không đi đâu hết. Cha ta không cha. Đi đâu hết. Cha không đi. Cha, cha bình tĩnh lại đi. Cha đừng sợ, con không để cha đi đâu hết đâu. Cô, cô chết rồi. Cô chết rồi. Cha. Không cha, cô ta không có chết. Cha. Không phải đâu. Cô chết rồi. Cha. Kìa cha. 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 Cô đã chết rồi. Ta thấy cô chết rồi. Thằng Thắng cũng thấy á. Ta không đi đâu hết á. Cha, không sao đâu cha. Bà, đúng là khi mình hoạn nạn mình mới biết ai tốt ai xấu với mình bà ha. Ý con nói vậy là sao? Ý con nói là cậu hai với mợ hai đó, lúc bà bệnh cậu mợ thường xuyên lui tới thăm hỏi an ủi bà. Đúng là hai đứa nó hiếu thảo thiệt. Không thể nào để cho hắn tự tung tự tác như vậy được. Phải báo chuyện này cho thằng Sinh biết thôi.
Ba, bộ bà định nói chuyện của Dượng ba cho cậu hai nghe hả? Con ra ngoài mời cậu hai qua bên này. Nói là bà có chuyện cần bàn. Chuyện quan trọng nghe không con? Nhanh đi con. Dạ. Chào cưng. Cậu tới đây làm gì? Vì nhớ cưng cho nên tới thăm cưng mà. Thôi, đừng có làm bộ giả nhân giả nghĩa nữa. Cậu đến đây có chuyện gì? Nói đi. Đúng là không hổ danh bà cả trong nhà mà. Mới nhìn sơ qua là đã biết đối phương muốn gì và cần gì. Em đừng tưởng là tôi không biết em đang làm gì. Em muốn nói hết bí mật của tôi cho thằng Sinh biết đúng không? Nếu em khai mọi chuyện của tôi cho thằng Sinh biết thì em coi chừng cái mạng của em đó. Tôi nói được là tôi làm được. Em quá hiểu con người tôi rồi đúng không? Dạ mời cậu. Dạ thưa má. Má cho gọi con. À, con ngồi đi. Dạ. À, má định hỏi con công việc kinh doanh của con sao rồi? Mọi chuyện vẫn tiến triển tốt má. Ừ. Ủa dạ. Má cho gọi con qua đây là chỉ để hỏi vậy thôi sao? Bà ơi. Tại vì má thấy là má sợ con chưa quen công việc nên má hỏi thăm con vậy thôi hả? Dạ bà ơi bà. Chẳng phải là bà có chuyện quan trọng lắm muốn nói với cậu hai hả? Nếu em hại mọi chuyện của tôi cho thằng Sinh đi thì em coi chừng cái mạng của em đó. Thì không phải là chuyện kinh doanh, chuyện làm ăn của con cũng quan trọng đúng không hả? Dạ. À, rót nước đi con. Dạ. Dạ con mời cậu hai uống nước. Con mời bà uống nước. Nếu không có gì con xin phép má cả, con đi trước. À, được rồi con. Dạ, má giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn con. Tránh xa tôi! Tránh xa tôi! Tránh xa tôi! Tránh xa tôi! Đừng tới gần tôi! Tránh xa tôi! Cô ta chết rồi!
Cô ta chết rồi. Cô ta chết rồi. Cô chết rồi. Chết ra. Cha, hôm nay cha thấy trong người sao rồi? Cô ta chết rồi. Cô chết rồi. Ông cứ từ từ mà thưởng thức cái mùi vị sống không bằng chết này đi. Cô chết rồi. Chết rồi. Cô ta chết rồi.